Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Sáng nay gần nhà trường Nguyễn và Lê Lê thì có một cái hiệu ăn, một cái điểm ăn. Trước đây là cô hay bán gọi là bánh xèo Huế và nem lụi Nha Trang. Thì hôm qua vợ chồng chúng tôi đã ăn vẫn những cái món ăn quen thuộc đó. Thì những món ăn này thì là ông Lê thôi ông thích lắm. Ra đây là ông từ Hội An ông ra. Nhưng mà cô lại treo biển, cô bảo là sáng nay sẽ khai trương món bánh cuốn Cao Bằng. Bánh bó cuốn Cao Bằng thì như quý vị biết là nó nấu bằng xương và nó có cái nét riêng đặc biệt của người Cao Bằng, chắc là người Tày. Cho nên là sáng nay hai vợ chồng chúng tôi lại ra để mà thưởng thức cái món bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Tôi nói Lê quay clip này là bởi vì sáng nay tôi nhận được một cái tin nhắn của người anh lớn của tôi ở California. Thì cho biết ông gửi mấy cái hình và anh chụp một cái tô phở, anh bảo là giá xăng ở California, ở Mỹ tăng cao và kéo theo thực phẩm cũng tăng lên. Và giá một tô phở bây giờ cộng luôn cả tiền tip là 17 đô. 17 đô thì nó vào khoảng chừng gần 400 nghìn thôi các bạn. Cho nên là so sánh cái món bánh cuốn Cao Bằng hôm nay chúng tôi ăn có 30 nghìn thôi, là tức là khoảng gần 1 đô, hơn 1 đô. Cho nên là tôi muốn đưa cái hình ảnh này để thấy là những người ở xa, ở Mỹ như gia đình chúng tôi là cũng phải chịu một cái món ăn rất là đắt đỏ. Nhưng mà cho nên tôi cảm thấy là rất là vui khi mà ăn món bánh cuốn Cao Bằng sáng hôm nay hơn 1 đô thôi nha quý vị nha. Và có giá niêm yết rõ ràng để cho quý vị ăn để thử xem cái chất lượng nó như thế nào. Xin mời quý vị cùng xem một cái hình ảnh mà Lê Lê sẽ thực hiện sau đây. Đây là menu có giá cả niêm yết rất là rõ ràng. Bánh cuốn Cao Bằng là giá 30.000, cuốn chả là 30.000, bánh cuốn nhân thịt là 20, cuốn chay và cuốn trứng là 10.000, giò và chả nướng là cũng thêm 10.000 một phần. Đấy, ở một cái cửa hàng nhỏ thôi mà ở đây đã niêm yết giá rất là rõ ràng, cho nên là tôi nghĩ cái điều này là cái điều rất là đáng để mà ghi nhận, bởi vì là nhiều khi những người ở xa du khách đến, mọi người ăn uống mà mọi người rất là e dè về cái vấn đề giá cả, không biết là ở đây giá thế nào, mà có nhiều người thì họ sẽ thẳng thắn, họ sẽ hỏi, nhưng sẽ có những người họ sẽ ngại, họ không hỏi. Rồi đến khi ăn xong thanh toán thì nó sẽ gây ra nhiều cái phiền phức. Đấy, đây là cái món bánh cuốn đây, chị đang tráng đây. Tại sao chị lại không làm bánh cuốn thường mà là phải cứ phải là Cao Bằng mà? Và cái nước dùng này nghe nói là được nấu bằng xương đúng không ạ? Vâng, bằng xương. Đấy, cho nên là cái chất lượng của nó rất là ngon. Vâng, nhưng mà ai mới ăn thì chưa quen thì sẽ không quen đâu.
Và hình như là mình nghe nó là bánh nước cơm bùn là nấu bằng nó gọi gì? Bằng mỡ lợn đúng không? Hay không phải biết điều gì hay là to. Không to ấy. Đây chúng ta thấy là cái nhân cũng rất là đặc biệt nhé. Nhân ở đây là lại còn hơi ướt ướt đúng không chị? Chứ thường là nhân bánh cuốn kia là em thấy nó sẽ rất là khô và trộn với mọc nhĩ thôi. Đúng rồi, cái này là em chưng thịt. À, chị chưng thịt lên, nhìn cái bánh cuốn là rất là ngon. Ăn nó mềm ạ. Vâng. Và ngoài ra ba cái bánh cuốn đó thì trong cái bát nước để mà múc xương ở đây là sẽ có thêm hai cái giò và bánh cuốn trứng. Một cái bánh cuốn trứng cộng thêm rau thơm rất là hấp dẫn. 30.000 như này là hơi bị nhiều nha. Tôi quan toàn ở Hội An như đã nói là ông ra đây ông ở nhà tôi thì ông rất thích khám phá ẩm thực ở đây. Và ông đã từng đến đây ăn món bánh xèo và ông thích quá. Cho nên ông nói ra đây bánh xèo và ông cứ nghĩ là cả nhà chúng tôi cũng thích. Cho nên là ông nói để ông mua về ông đãi cho cả nhà ăn bánh xèo. Đấy, cho nên là tôi rất vui, rất mừng đây là có những cái món ở xa. Bánh cuốn Cao Bằng rồi nem lụi. Nem lụi này hình như là xuất phát từ Nha Trang hay sao. Rồi chè Huế. Bánh xèo thì thôi mình cứ gọi là bánh xèo Hội An đi. Tại vì nơi nào cũng có nhưng mà ông này cũng thích Hội An cho nên là bây giờ hôm nay mình thưởng thức món này. Đây là một cái khẩu phần. Đó, ta thấy nấu bằng nước xương. Gần rất gần nè, Trường Nguyễn và Lê Lê. À, măng ớt nữa nha quý vị nha. Món măng ớt này cũng là một cái món đặc sản đây. Đây. Măng ớt. Rồi, măng ớt thì lấy cái gì phúc đây? Cái bữa sáng ở trên bàn như thế này phải nói là rất là thú vị. Rất là có bánh cuốn này, có trứng này, có chả này, nước xương này. Và rau thơm thì rất là tươi và xanh. Và chị Thu Hồng với là chị Phương, chị Nga lên đây ăn thì họ nói là họ rất thích cái rau sống ở trên vùng Yên Bái. Anh lấy cái thìa xong anh ăn luôn. Ăn cái thìa xong muốn bước ăn với ăn phở hả? Vâng. Và họ nói là rau sống ở đây là nó rất là thơm. Cái mùi thơm của các loại rau nó đặc hơn là ở những nơi khác. Đây, đun vào nhân phở. Đúng là rất là Cao Bằng quý vị ạ. Tại vì tôi nhớ là tôi với lại Lê Lê và các anh chị là lên Cao Bằng rồi thậm chí là lên Hà Giang mình cũng có cái món bánh cuốn này đồng văn mèo vạc á, nhưng mà Cao Bằng thì chắc là nơi xuất xứ của nó. Mình gọi là cái bữa ăn như thế này là chắc là no cho tới trưa luôn rồi. Nhiều lắm nha quý vị nhé. Trở lại với câu chuyện nước Mỹ là tôi rất là mong muốn ông Minh anh trai của tôi về Việt Nam để tôi đãi ông ăn những cái món ăn như thế này. Thấy ông nhắn qua Facebook những cái hình ảnh mà rồi chấm than chấm hỏi này kia là tức là ông thê thảm lắm, ông cảm thấy là đắt quá, giá cả buổi sáng ăn ở bên Mỹ đắt quá. Đấy. Cho nên là về nhá, ăn thử những cái món ăn ở Việt Nam. Úi giời, bằng hai cây chả nữa này. Rất là nhiều đây nha quý vị nhá. Đây là cái câu chuyện buổi sáng liên quan tới ẩm thực giữa Mỹ và Việt Nam. Và cái quán này rất là gần nhà chúng tôi. Khi mà các bạn ghé thăm Trường Nguyễn và Lê Lê ở Yên Bái thì tôi sẽ hy vọng là cái quán này sẽ đông khách. Và cái món ăn ở xa như là ở Huế, rồi Nha Trang, Cao Bằng như là những món chúng tôi nói hôm nay là sẽ được tiếp tục phát triển nữa. Và hy vọng là nhà hàng này sẽ có thêm những món đặc biệt ở các vùng miền nữa để chúng ta không tới một nơi là có thể thưởng thức được nhiều món ở những cái vùng cao. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị nha. Lê Lê cũng là cái người thích vào bếp
và tôi nhớ không lầm là cũng đã khi ăn bánh cuốn Cao Bằng thì nàng cũng đã tự tậu ra một cái mua về cái nó gọi là gì nhỉ, cái đồ tráng hả? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ cho đi Cao Bằng về thì tôi cũng rất là thích làm bánh cuốn. Tôi đã nhờ một người bạn mua hộ tôi một cái đồ tráng bánh cuốn ở Cao Bằng. Dĩ nhiên là đồ của gia đình thì họ ấy làm trên chính là một cái nồi lẩu, nhưng bên trên cũng làm một cái tấm vải mỏng để đặt bên trên, để khi nào mà ăn gia đình thích tráng thì sẽ tráng, và tôi đã thử nghiệm mấy lần. Chỉ có điều khó khăn ở đây là vì gia đình ăn ít cho nên là sẽ phải mua bột ở siêu thị, mà bột ở siêu thị thì nó sẽ không thể nào ngon được bằng bột mà mình tự làm ở nhà. Nhưng mà làm ở nhà thì sẽ phải làm nhiều, cho nên là tôi không thể làm được như thế. Cho nên là khi mà ăn bánh cuốn ở bên ngoài hàng, tôi cảm thấy nó vẫn ngon hơn là mình làm ở tại nhà. Kể cả về mặt nhân hay là nước chấm, có thể là trình độ của mình thì nó cũng không được giỏi. Các bác ở đây là đã được học tập rồi và được đào tạo rồi, cho nên nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Nói về cái món bánh cuốn Cao Bằng ở đây thì đây có lẽ là chắc là lần thứ tư, thứ năm gì đấy tôi đã ăn cái món bánh cuốn Cao Bằng. Nhưng mà lần đầu tiên ăn ở tại Yên Bái, tôi thấy rằng là vị cũng rất là ngon. Cái nhân thì thịt rất là mềm. Và phải nói chị cho rất nhiều nhân. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là nên bớt nhân đi một tí. Bởi vì nhiều nhân quá thì ăn nó sẽ tạo cho người ta cái cảm giác nó hơi bị ngấy. Thế nhưng mà tôi thì có góp ý với chị rằng là chị làm như thế này thì có lẽ là lãi sẽ hơi ít. Bởi vì là chị thứ nhất là bánh thì nhiều nhân, thêm một cái trứng cũng rất là nhiều nhân, và thậm chí lại thêm hai cái giò nữa, mà tính với giá 30.000 thì tôi thấy hơi bị nhiều thực phẩm, mà cái tiền thu thì hơi ít. Cho nên là tôi nghĩ là để cho nó hài hòa, cũng như là khi người ăn người ta không cảm giác bị ăn quá nhiều thịt vào buổi sáng, thì mình nên bớt lại đi một cây giò là hợp lý. Bởi vì khi tôi ăn ở trên các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Hà Giang thì cũng chỉ có một cây giò thôi, chưa có chỗ nào có hai cây giò cả. Nhưng mà đấy là cái sự góp ý nho nhỏ của mình thôi, còn đâu là bà chủ thì tùy. Bà chủ quán bà muốn cho hai cây hay một cây hay kể cả ba cây là đấy là việc của bà chủ quán. Nhưng mà buổi sáng nay hai vợ chồng ra ăn khai trương cái món này ở cái cửa hàng của chị thì đem lại cho mình một cái cảm giác rất là thú vị. Bây giờ mình rất mừng khi mà tỉnh Yên Bái nhỏ thôi nhưng ở thành phố cũng đã có khá nhiều đặc sản của các địa phương, các vùng miền đã chuyển về đây để bán. Cho nên là hy vọng là khách khứa bạn bè của vợ chồng tôi khi mà về đến đây thì chúng tôi sẽ mời mọi người ăn thử những cái món, mà nhất là có người Cao Bằng mà về đây lại được ăn bánh cuốn Cao Bằng ở đây thì còn gì thú vị hơn, đúng không ạ? Quê hương dẫu ta là ai cũng cần
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày